ba ti chi che chi cha ba ti y chi li bing chi li bing chi li. Nhật xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn thân mến. Thì hiện tại là Nhật đang có mặt ở bên hông sông Sài Gòn. Thì nơi đây là thuộc một cái vùng ven của bên quận 2. Hôm nay là Nhật cùng với lại Hội Pháp Quang Quang sẽ đi thả những cái bịch cá phóng xanh này nè. Thì những cái bịch cá phóng xanh này được huynh trưởng cũng như là quý mạnh thường quân gom tiền lại với nhau. Rồi mọi người đại diện một cái người mua cá phóng xanh. Thì thời gian qua thì Nhật có xem ở trên cộng đồng mạng rất là nhiều là về những cái thầy chùa mà chia sẻ về việc khi mà chúng ta đặt cá phóng sanh, đặt của những cái người bán á, rồi người ta giao lại đây. Thì không biết là có đúng hay là không, tại vì nghe mấy thầy chia sẻ là không nên đặt như vậy. Rồi cũng có những thầy chia sẻ là phóng sanh là tội ác hay là công đức vô lượng. Thì ngày hôm nay xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau biết về cái cách thức phóng sanh của hội Pháp Quang Quang như thế nào. Thì Nhật cũng là người lần đầu tiên đi cho nên mọi thứ nó còn bỡ ngỡ lắm, mình quay cho cả nhà xem nha. Dạ. Ý con nói là nhìn cái khung cảnh đó, nó giống như là giữa ngồi ngắm biển vậy. Cái này là còn VIP hơn là mấy quán cà phê nữa. Đó. Hello, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn nha. Thì hiện tại là Nhật đang có mặt ở sông Sài Gòn, quận 2. Thì ngày hôm nay Nhật cùng với lại Pháp Hoa Hội, Hội Pháp Quang Quang đi làm một cái việc rất là thiện nguyện, cũng như những gì mà trong thời gian vừa qua Nhật quay. Thì đó là mọi người đang thả cá phóng xanh nha. Thì tất cả mọi người đang chuẩn bị đem cá lên trên thuyền. Nhớ bên đâu vậy? Đây nè quý vị, chương trình thả cá phóng sanh 4 giờ chiều tại sông Sài Gòn quận 2. Đó. Bây giờ mình sẽ nhờ cô gái này quay giùm nha. Em quay giùm anh chút được không? Quay toàn cảnh, toàn tập tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là anh chị em Hội Pháp Hoa chúng tôi đang có mặt ở sông Sài Gòn quận 2. Thì hôm nay là chúng tôi ngày 12 âm lịch, tức như là còn 2-3 ngày nữa là tới gặp tháng Giêng rồi. Thì Hội Pháp Hoa là hội trưởng đó, làm một cái việc rất là ý nghĩa, rất là thiện nguyện, đó chính là thả cá phóng sanh. Quay một chút xíu cho mọi người xem. Bây giờ một chút xíu mình sẽ xuống ghe, mình quay tiếp tục cho cả nhà xem nha. Đây đây là cái cô. Hello mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau đi phóng xanh nhé. Đúng không ạ? Đây nè, cô áo đỏ này lâu lâu mới đi nè, đúng không? Em mà gần nào cũng có mặt em hết nha. Em xin muốn xanh lắm. Chương trình tố nhau là người được làm ít làm nhiều. Là đi có công đức. Làm đã tốt. Ấy cái bịch đó mình xài kìa quên ơi. Quên cái bịch đó xài nước kìa. Đây nè cả nhà ơi, đang sắp xếp hàng hóa lại, siêu bị đi trước
khi thả cá phóng sanh thì đọc một bài kinh nha mọi người, đọc một bài kinh giảng để cho những chú cá này nghe, và sau đó sẽ đem những chú cá này về với dòng sông yêu thương. Đây thì hiện tại đang sắp xếp hoa hỏa dâng lên cúng, và chúng em sẽ đi ra một cái dòng sông như thế này. Đây cả nhà ơi. Hoan nghênh sử dụng JBZ品牌音响音源输入模式. Hai cả nhà nè. Hello mọi người. Mới đi mới đi từ dùng xa xôi về nha mọi người, cẩn thận. Tên em tiêu ra Pháp Thiện hả? À. Còn gì là Pháp gì? Anh Mỹ là Pháp Đức hả? Anh Mỹ là anh này là Pháp Thiện, còn anh Mỹ là Pháp gì? Pháp Hoa hả? Pháp Đức hả? Còn đó là Hà Hồ. Còn đây là em nha. Bạn cái bạn chẳng biết, tôi không biết tên gì đó. Hello. Cái chú này hồi nãy chú cũng thấy đông vui quá, chú cũng muốn tham gia cho nó vui nè. Cảm ơn. Dạ, chú ở đâu? Chú ở quận 5. Dạ, chú quận 5 hả? Rồi chú đến đây đi chơi ngoài khu vực này hả? Hồi nãy chú thả cá nhỏ. À, dạ. Chú thả cá nhỏ vậy xong giờ chú thấy cá này có lớn quá, chú lên luôn phải không? Lớn luôn. Chúng ta tụng một thời kinh ngắn khoảng 10 đến 15 phút để quy y gieo duyên tam bảo cho các loài thủy tộc trước khi mình phóng sanh. Bây giờ mình trang nghiêm đầu tràng, mình bắt đầu mình tụng kinh nhé. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, ok, chụp xong. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Dạ rồi, con chụp 2 tấm rồi. Dạ. Quá trời chụp rồi.